Mến chào các bạn, thì cũng nơi quen thuộc của mình đó, chỗ anh Thanh đó, thì mong rằng các bạn sẽ xem và ủng hộ. Thì thực tế như thế nào thì đến anh Thanh để giới thiệu cho mình một số cái phô mai đó. Em xin mời, xin chào anh Thanh ạ. Dạ, anh em. Dạ, hôm nay giới thiệu phôi gì đó anh ơi? Dạ, anh em bứng giờ được cái phôi này cũng khá bự nha anh em. Dạ. Cái này em chắc em phá thế luôn nha anh em. Em thấy là Giờ cũng quá coi trời quá nếu như to anh đó anh ơi. thấy hợp lại thì anh em ưng thì anh em ủng hộ giùm em. Em thấy lớn lắm. Dạ. Mấy cây này chủ yếu em tính mua về đừng em bỏ vườn em nuôi không rồi em bán mấy cây bự bự cũng nhiều rồi cũng giảm cây bự bớt rồi. Rồi, mong rằng anh sẽ tiến hành. Anh Thanh cũng đang tiến hành cắt gọt sửa cái phôi đó anh em chị. Khá lớn phải không anh? Em thấy khá lớn. Để em cắt xong rồi em đo hoành cho anh em coi anh em. Giờ giờ anh tính tiến hành đi ạ. Chung là mình nhận thấy cái phôi này cũng khá là lớn đó nha anh em, quá lớn luôn. Cắt sữa là quá trời nè. Anh em mà có cái nhu cầu một cái sân lớn rất là hợp. Hôm nay thì làm clip thật thì là nhiều nhưng mà hôm nay thấy cái phôi này cũng khá là khủng rồi. Thì mong rằng anh em nhìn xem được cái video này anh em sẽ thích quá dữ rồi anh em ơi. Quá cho anh em xem tổng thể một cái nha, đó khủng luôn. Siêu khủng, siêu khủng. Đế là tổ bố luôn. Quá. Này là mai vàng bình thường anh mình ha anh. Dạ, mai vàng anh em. Mai vàng anh em ơi. Phá thế luôn. Mai vàng, mai vàng. Cây phá thế nói chung cắt thì nghiên cứu kỹ mình cắt chứ anh em đừng có
gấp quá cắt mình không xây cây tới lui mình coi chiều hướng nữa. Dạ. Cắt nhiều khi bậy chịch một nét cái là nó rớt tiền liền anh em. À. Dạ. Giống thường như người kiểu ta mà nói nôm na nó phá thế, cắt đúng thì nó lên tiền mà cắt chịch cái là thành phá sản đó nghe anh em. Kêu bằng lỡ tay đúng không anh? Dạ, lỡ tay đó. Lỡ tay đó. Thường mấy cây. Lỡ tay. Đúng cái đường cưa thì nó tăng giá trị mà cái sai này cái đường cưa em chỉ còn đục bo mấy cái mép này lại nha anh em, đục bo mấy cái mép này với mấy mép có cái nhánh này nó dắt bên đây nó qua đây nhưng mà nó liền vô thịt này nha anh em, thì chỉ mình bo cái đầu này mình tha keo cái thì cái tược này nó sống giống như cái chân cành nó bình thường. Dạ. Nó còn như mấy chân cành này nó dư thịt này nữa, anh em lấy cái đục đó, anh em bo lại cho nó sát đây đó, nó còn dư thịt nè, nó còn bo lại một cái nữa là cây này thường nếu em chơi làm chơi mặt tiền này nè, thế nó chảy mặt này đẹp mà cái thân nó thông thoáng nhìn chân thành nó rất là đều, xem ok lắm anh em ơi, quá là ok luôn. Mặt này thì cái mặt đế này nó không hay lắm, còn nếu anh em chơi mặt này thì nó bị chói chân thành này. Thì theo như em á là em chơi theo cái ý em là em chơi mặt tiền này nó nhìn chân thành nó rất là đều. Cây này là chân cành nói chung là khá lắm nghe anh em. Quá dữ rồi. Chót cây luôn nghe anh em. Em thấy là dữ lắm. Em tiến hành em đo hoành với chiều cao cho anh em coi luôn nha. Rồi, hoành chiều cao luôn, tiến hành luôn. Tổng thể là nhìn sơ bộ là thấy khủng á. Cây này hoành thân là 58 nghe anh em. 58. Dạ, 58. Rồi tổng thể anh ơi. Tổng thể chiều cao là từ cổ rễ lên tới đỉnh ngọn là 69 anh em. 69 anh. Dạ. 69. Dạ, 69 anh em ơi. Dạ. Tổng thể chiều cao. Cây này nếu em bán là cái giá tại vườn là 22 triệu nha anh em. Tại vườn á anh. Dạ, giá tại vườn là 22 triệu nha anh em. Tại vườn 22 triệu. Cây này cái cây cổ rễ nó nở để cho anh ôm giùm cái à. anh ngồi xuống anh ôm cái đó anh em, anh Thanh ôm là cái không giáp tay luôn kìa, tay của em không hết nha anh em, đó không giáp tay luôn, quá dữ. Vậy là anh Thanh báo giá của cái phôi này là 22 triệu nha anh em, 22 triệu. Phá thế luôn. Anh em nhớ mai phôi anh em mua về anh em cắt dọn rễ rồi đó, như mấy cái rễ treo nó nằm ở trên đó thì anh em tha keo nha, còn mấy cái đầu rễ ở dưới anh em đừng có tha keo nha anh em. Anh em tha keo mấy đầu rễ dưới là nó không có ra rễ lông được nha anh em. Dạ, yeah, như vậy là phía trên, yeah, từ mặt lên trên nó nằm treo cho anh em cắt bỏ thì anh em tha keo tha được. Dạ, yeah, còn đầu rễ ở dưới anh em xài đừng nên tha keo nha. Phía dưới đừng không tha keo. Yeah. Như vậy là xin nhắc lại cái phôi này anh Thanh anh để giá báo giá là 22 triệu. Anh em có nhà ý thì gọi điện thoại nha anh em. Vậy là đầy đủ chi tiết thông số và chiều cao hết rồi phải không anh? Là đã xong rồi, hoàn thành rồi ha. Giá lại cho anh em là 22 triệu nha anh em. Cái phôi này gọi là siêu khủng luôn. Quá. Wow. 22 triệu. Sẽ có duyên với anh chị nào đây? Tỉnh thành nào đây?
Mong rằng sau cái video này anh em đăng ký kênh và cập nhật những cái giá cả phô mai mai vàng Cần Thơ đó. Rất mong sự ủng hộ từ anh em. Em đo cái nồi đế cho anh em coi luôn anh em. À, cho xem lại cái nồi đế anh em ơi. Nồi đế. Cái nồi đế thì nói chung là nó bích cái bầu này luôn đó. Bằng cái bầu này luôn đó. Đó. Một cộng thước dây là 1,5 m nè anh em. Thước gữ mà không giáp. Dạ. Đo anh nữ tổng cộng bao nhiêu ạ? Nãy ngày đây không nè. Dạ. Em đo phải. Cái nồi đế nha anh em. Mét rưỡi là ngay mấy này anh em. Rồi, 1,5 m ngay đó. Đây. Đây là 6,11 m nữa là 1,11 m nha anh em. Cái nồi đế 2,11 m nha anh em. 2,11 m. Dạ. Dạ, cái nồi đế 2,11 m nha anh em. À, mong rằng anh em nắm rõ cái thông số này. Và giá trị của cái phôi này báo giá là 22 triệu. À, cho em xin một vòng đi anh. Và kết thúc clip ở đây luôn ạ. Cái cây này, cái bầu đất này là nó khoảng trên 100 kg đó nghe anh em. Trên 100 kg. Dạ, tại vì ba người khiên lận á, hơi nặng đó nghe anh em. Vậy là trên 100 kg nha anh em. Rồi, rất cảm ơn anh, tạm biệt và hẹn anh em những cái clip tiếp theo. Mong rằng anh em ủng hộ và đặt cái mua cái phôi này. Chúc sức khỏe anh em, vui vẻ bên người thân và gia đình. Tạm biệt và hẹn gặp lại.